Kênh Lần Lạc Thầy Cao Bonsai xin thân ái kính chào chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh trở lại với nhà vườn của anh Sang, địa chỉ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với nhà vườn của anh Sang. Mến chào loài TK Bonsai. Chào. Mến chào loài TK Bonsai. Cảm ơn bà con đã xem kênh và ủng hộ em thời gian qua. Hôm nay em có nhóm mặt hàng gì giao lưu? Khế chua, khế ngọt, trà phúc kiến, bùm sụm, kim quýt, da nhật, khế nhật, bông giấy, ngâu cổ và sứ đỏ, bông trang vàng, thập cẩm bà con ơi. Xin phép vào cái bộ ngũ phúc là gồm hai cây khế ngọt và một cây khế chua và cặp bùm sụm. Bán theo cái ship 200 km, nhưng mà trong quá trình bà con Bắc Trung Nam thương lượng xé lẻ em vẫn bán bình thường cho dễ. Nhưng mà khi ship ra miền Bắc thì xin cho rút cái cán này cho nhỏ nhỏ lại để em thôi nó bị gãy. Xin phép vào cây mã số đầu tiên, mang mã số là khế ngọt là mã số 27, chiều cao từ vị trí này đến vị trí dây vàng là 220, cộng ở trên khoảng 2 tấc rưỡi, cái 2 tấc là 2m4, chiều cao 2m4, đường kính này không đáng kể, đường kính khoảng 70. Cây khế này mà mã số 27 là cây khế ngọt. Mã số 27. Cái hoành thân vị trí này á là 54, kẻ 53. Còn kẻ 52 hoành thân thôi. Cái vị trí cũ này á là 78, kẻ 76, tại vì cái thước dây mình không có chặn là nó có thể hơi dùng. Đường kính thẳng vị trí này là 60. Rễ to. Rễ to. Cây này già. Mối, mối, mối. Cái này khế chua. Dạ xin lộn, cây khế này mã số 27 là khế ngọt. Cây khế ngọt cái đường thân nó gân guốc hơn khế chua. Mặt cắt đây. Mặt cắt đây xăm rồi. Ở trên cái mặt cắt này nó cũng xăm luôn rồi. Không có thời gian gọt giũa tại nhiều lô bà con ơi. Khế này là khế ngọt, mã số 27 kết hợp với cây khế chua là mã số 28. Đường kính bầu là 55. Ở trên này là nó có một cái hối mà hối chứa nước nó xam, này xam, này xam, không có thời gian đục, cứng rồi. 1, 2, 3, 4, 5 nhánh. Con để trừ hao nữa sau này bà con cắt. Nhánh lớn vị trí này 59. Hoành thân điểm này là 74. Cũ điểm này là 94. Đế liền khừ, ghế bự. Ghế 10 sen. Ghế 10 sen. Mối. Nhưng mà ở trong nó không có mục. Nhờ anh qua tiếp chỗ này, tại cái không gian mình nó hẹp quá, gắng cố gắng ở chỗ này nó có cái kẻ chỗ này nhưng mà nó không có mục. Cái này là nó khến ghế, cái ghế nó bị bẹ, nó khến chứ nó không có mục. Trong này nó không có mục. Nó bị khến vô một tí. Là 6 sen. Cây này rất nặng. Thì cái khế này là mặc dầu bán 3 khế với bùm sụm là ngũ phúc, nhưng mà em vẫn tạo điều kiện cho em dễ và bà con là mình thương lượng từng cây vẫn được. Cây khế thứ 3 là mã số 29 là cây khế ngọt. Cao là 201, kẻ 200. Cái cây này là cái độ nu, độ nu, độ sần nó cao hơn cái cây mã số 27. Đường kính là 70. Nổi cục hết.
Cái này nếu mà ship từng cây qua miền Bắc con rút lại chỗ này về bà con về chơi vẫn được, ship ra Hà Nội vẫn được. Nếu như mà mua xé lẻ, tại cái nhánh này nó dễ gãy nè, rút cái chỗ này ship ra Hà Nội vẫn được. Hoành thân điểm này là 43. Cũ điểm này là 67. Chỗ này nó xàm lên chỗ này. Chỗ này nhưng mà trong này nó liền khừ. Cộng nhôm này kéo cả cái ghẻ này lại, con kéo lại. Đây. Quá già cổ à, gông ghiêu. Nu cục cục. Khế ngọt này thì nu này nu tự nhiên bà con ơi. Nu tự nhiên. Cái cục này là 65. Mã số 27 kết hợp với một cặp mang mã số là 30. Miền Nam kêu bằng bùm sụm, miền Bắc kêu trà phúc chiến kiến. Đây. Nó nhỏ bằng ngón tay út. Cái này giống như kẻ như con mái đi, nó không có cái sừng ở trên. Con máy 30. Cái này kẻ con trống có cái sừng chút xíu. Cái này là cũng là bùm sụm trà phúc kiến. Mà cái cây này, cái con trống là cái giò bự hơn, mập hơn. Con này đá được rồi. Mã số 30. Thì cây mã số 27, 28, 29. Dưới một cặp 30 là 5 cây. Bao ship 200 km. Với giá là 12 triệu, nhưng mà mua xé lẻ Bắc Trung Nam em vẫn bán cho nó dễ cho bà con. Chứ để nhầm khi mua 5 cây quá mình khế mình ưng mà bà bùm sụm mình không ưng cũng tội nghiệp bà con. Xin phép qua cây mã 31. Đưa cục u này qua đây đi. Xin phép qua cây mã số 31 là nu đột biến thần chậu nửa năm. Cao là 44, em cắt cái chà đặng cho bà con thấy cái đường xương dâm ở trong dưới cái thân. Cây này già bự bà con ơi. Hoành này là 38 nè, cái 37. Hoành tổng. Cây này không có xếp chậu. Nu đột biến. Bông trắng. Có bông rồi, cắt gớt bông rồi. Mã số 31, giá 1,6 triệu, bao xếp không chậu. Xếp toàn quốc. Mã số 32, kiên quýt. Cao là 10 sen. Hoành thân là 10 sen. Cũ vị trí là 20. Kim quýt phôi. Mã số 32 giá 600k bao ship toàn quốc. Mã số 33. Cây sứ Thái. Sứ Thái. Sứ Thái. Sứ này sứ bông đỏ, đỏ nhạt. Cái điểm này là 33. Cái điểm trực nghiêng nè. Cái điểm bay này á, là 33 luôn. Từ đây tới đây là 52. Cái sứ này ít khi mà còn mua sứ lắm. Nhưng mà thấy sứ này cũng khéo khéo. Cái cành nó côn. Hoành là 38. Cũ vị trí này là 81. Mã số 33, giá 1,4 triệu, bao ship toàn quốc. Mã số 34, kim thì thanh mai chứ không phải kim giòn. Tạm gọi lá nhỏ. Dài cái điểm này là 22. Điểm này là 10 sen. Điểm này là 17 sen. Cái này cũ to. Mã số 48. Cũ 48. Mã số 34. Giá 700k bao ship toàn quốc. Ship không chậu bà con. Chậu này ship bể chơi. Cây này ship chậu luôn. Nhưng mà chậu có thể nó bị mẻ mẻ bể bể. Bà con thông cảm. Mã số 35. Bông trang vàng lá chung
một bông chanh ta của mình đó. K là 32. Hoành thân điểm này 11. Quá cũ chà nành. Cũ 44. Ship chậu nhưng mà cái này chậu gũ nó có mẻ mẻ bẻ bẻ, bà con thông cảm dùm cái này ship chậu được tệ nhẹ. Chậu mũ mã số 35. Giá 1 triệu bao ship toàn quốc. Nhanh chút xíu. Mã số 36. Mã số 36. Cái cây này là linh sam lá nhỏ. Hình như linh sam 86 rồi, con không có gần hung bà con ơi. Đổ này là 44. Cái cây này cây lũa. Hoành 11. Cũ đẹp. Ông này lũa mà cũ này đẹp. Hoành 35. Chậu xi măng con không xếp chậu tải nặng lắm bể trơn. Dưới cây trung nu là 3 mã số 36. Dưới cây linh sa mã số 36 là hai cây là 800k. Bao xếp toàn quốc. Mã số 39. Hai cái chậu mũ này con xếp luôn, xếp toàn quốc. Một cây mai chiếu thủy lá nhỏ với một cây lá chung. Hoành cũ đứng này là 10. Quá trời cũ bự. Hoành cũ này là 17. Xếp cả chậu. Hai chậu. Mã số 37. Giá 600k bao xếp toàn quốc. Mã số 38 combo. 4 cây. Cái chậu sành này con cố gắng con xếp luôn mà bể, bà con thông cảm giùm con. 4 cây lá chung. Hào hào đi bà con ơi. Đây đây. Hào hào đi. Mặt hàng này cũng rẻ tiền quá. Coi mà kỹ quá nhầm khi bà con còn làm công chuyện coi mấy cây mắc mắc một chút. 4 cây. Mã số 38. Giá 700k bao ship toàn quốc. Combo 4 cây. Mã số 39. 3 cây lá chung. Với một cây trà phúc kiến. Phản gan tay. Ngón tay út. Này phải ngón tay cái. Cái này phản bị lớn. Này phản bị lớn. Mã số 39. 700k 4 cây. Mã số 40, khế gần. Cao là 44. Cái đường co này thấy cũng 22. Hoành điểm này là 23. Cục này nó phù bự quá. Cái khế mà cái đường co này, cái này nó còn gấp đôi hai cái chữ C. Thành chữ S luôn rồi, bản đồ. Mình thú nó 20. Cây này nhỏ nhưng mà nó cũng khá khá. Tổng cũ ngoài là 109. Kể cũ là 80. Đường kính 39. Mã số 40. Giá 1 triệu 2 bao ship toàn quốc. Mã số 41. Cây khế này em nghi nghi là khế Nhật. Nhưng mà bởi vì nó nằm chậu quá lâu rồi. Cao 50. Cho nên cái trái nó bằng khoảng 2 ngón tay à. Có chụp trong Zalo. Chắc có lẽ nó nằm chậu rồi cái trái nó nhỏ. Nhưng mà cái trái nó khoảng 2 ngón tay à. Chứ không phải là cái khế Nhật cây bự mà cái trái chà bá đâu. Rễ cuộn cục. Nó nằm chậu lâu lắm rồi. Cây này không biết ghép hay là cái nhánh hồi nhỏ nó lên cũng không có rành. Tại vì nó quá lâu rồi. Cái này rễ khéo bà con ơi. Mã số 41. Giá 1 triệu 3 bao ship toàn quốc. Mã số 42 kết hợp 2 cây. Mai chiếu thủy da xanh đã lớn. Và lá chung.
cao là 39, đổ là 39. Đo ở chỗ mẻ này, lũa. Còn da không bà con ơi? Hoành 15, còn da không? Cái này bán là bán cái nghĩa thực đi. Cái này có thể xếp chậu khéo khéo cho nó đừng bể. Còn này cái chậu xi măng con gỡ ra. Mã số 42, giá 1 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 43, mai chiêu thủy lá chung với cây trà phúc kiến, cây bùm sụm. Cao là 39, tán ngang là 42. Hoành eo thân cái chỗ này là 9. Chỗ này nó hơi bị phù một chút. Nó lai lai thú, bùm sụm gì nó cũng già lắm rồi. Còn cái này nó có mặt cắt đây, cái lá chung. Cây này con ship chậu mũ, ship chậu mũ. Còn cây này gỡ ra chậu xi măng nó bể, nó nặng lắm. Mã số 43, giá 1 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 44, cây này con ship chậu. Cao là 42. Cái cũ điểm này là 24. Cái mặt cắt, mặt cắt da nhật. Cái này ship chậu. Mã số 44, giá 800k bao ship toàn quốc. Nơi đây là nhà vườn của em, là tại đây, là Tân Hòa, Lai Dung, Đồng Tháp. Đổi cây. Số điện thoại Zalo của em là 0746877769. Da nhật. Mã số 45, đổ từ vị trí này tới cái này là 56. Hoành thân đi, điểm này 15. Cái này có cái đuôi ngoái ngoái, ghê quá chi chích. Chậu xi măng con không xếp chậu, con gỡ ra. Nặng lắm bà con ơi, xếp bể hết trơn. Chậu này cũ à, nứt à. Đường kính 32. Mã số 45, giá 1 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 46, da nhật. Cao là 32. Vị trí này 15. Cũ vị trí này là 27. Cây này gỡ ra thì nó nhỏ quá, con cố gắng xếp chậu luôn, nhưng mà cái chậu này nặng lắm, không biết nó bể không đây nữa. Mã số 46, giá 1 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 47, 3 cây. Một cây trà phúc kiến, gọi là bùm sụm miền Nam. Một cây lá chung. Một cây này cây lá, cái lá nhỏ quá. Này lá chung, lá chung, này lá nhỏ. Cái này chậu mũ rồi ship cả chậu luôn, 3 cây. Hào hào đây bà con ơi, mấy này nó rẻ tiền, không nhiêu tiền. Lớn hơn con tay. Chiều cao vậy đây. Chiều cao. Này về đây. Cây này nhỏ. 3 cây. Mã 47. Giá 700k bao ship toàn quốc. Mã số 48. Cây bông giấy này em sẽ gỡ cậu xi măng lấy phần trên ship cho bà con. Vị trí này là 44. Dây Mỹ ghép âm thập. Đo cục U này đi. 23. Nhưng mà cây này có độ già. Cây này có độ già. Ship bỏ chậu xi măng lại bà con ơi. Mã số 48. Giá 800k bao ship toàn quốc. Mã số 49. Kim thanh mai. Lá nhỏ. Cái điểm dài này là 43.
Hoành thân điểm này là 22. Lưng này đến đuôi này là 23. Cái cây này không biết, nó u nặng với con gì đây nữa. Để giá mềm cây này gần gút lắm bà con ơi. Giá 700k. Bao ship toàn quốc không chậu. Xin phép đổi cây. Dạ mã số 50 là cây này cây ngâu. Ngâu cũ. Cao vị trí này là 65. Trên này bông đây. Trong quá trình ở đây là cái nền nhà. Em để cây này ngoài nắng khoảng tuần. Vô tình đó, nó bị áp nắng á. Cái vị trí này là cái vỏ ngoài nó bị sam. Cho nên mới lấy keo Mỹ Tiến mà ịn lên. Rồi từ từ nó cuốn lên. Nhưng mà nhánh ra chi chít nha. Cây này khi em quay em bán toàn quốc. Nhưng mà nữa em gọi lại một cái ông khách. Ông hỏi cây này rồi em cho ông hay luôn. Thì nhờ anh xem coi kỹ cây này trên cái YouTube luôn. Rồi mình thương lượng với mấy anh em cô chú. Cây này cái cũ. Chỗ này là nó sam. Nhánh ra chi chít. Bộ đế ghế mền rất nhiều. Hoành thân điểm này là lấy 54. Hoành cũ điểm này là lấy 80. 80 điểm này. Cái này con bán lần 11 triệu. Bao ship toàn quốc chuyến này con giảm 1 triệu là còn 10 triệu bao ship toàn quốc bà con ơi. Mã số 50. Mấy cái vị trí này á, là nó sam tí. Nhưng mà phần thịt nó chỉ là cái vỏ thôi. Tại bị nắng. Xin phép đổi cây. Mã số 51. Cây khế này giống cây khế trước đó là con nghi là khế Nhật. Nhưng mà nó nằm chậu lâu quá cho nên cái trái không lớn. Hay là khế gì thì con cũng không có rành. Nhờ bà con xem xét giùm. Lá nhỏ. Hình ở trong Zalo thì cái trái bằng hai ngón tay à. Trái nó bằng cái trái chanh giấy trở lại. Cao điểm này là 34. Rồi tổng chỗ này đi. Tổng cụm của hoành thân là 21. Tổng cũ là 47. Mặc dầu nhỏ nhưng mà già. Quá già. Không biết là cái nhánh chiếc hồi xưa ông này ông mua nhánh chiếc hay là ghép. Cái này không phải là ghép đâu. Nghĩ là nhánh chiếc. Tại nó quá lâu rồi. Nó nhỏ quá lâu. Nó chai cống rồi. Mã số 51 giá 1 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 52. Kiên quýt. Hai cái chậu này gần kết hợp là hai cây bán chung một cặp là 1,5 triệu. Nhưng mà xin phép bà con cho con gỡ chậu tại nó quá nặng. Mà chậu nó nứt à. Gỡ chậu rồi ship cây thôi. Cao là 39. Về đang xem đi. Đo hoành thân nó cũng khó. Cái này chủ yếu là bán cái độ già bà con ơi. Giống như con thú à. Cao là 33. Đường kính là 48. Chỗ này nó có cái mặt cắt đây. Để con dẹt cho bà con coi. Mặt cắt đây. Cái này đo cái hoành cũ đi. Để con lật thước dây lại cho mau. Hoành cũ điểm này là 17. Kết hợp hai cây là giá 1,5 triệu. Mã số 52 ship không chậu. Xin phép đổi cây. Mã số 53. Kết hợp hai cây. Cao bình quân vị trí này của hai cây là 32. Hoành thân cây này 21. Cây này cám. Cây kia trơn cây này cám. Cây này 25. Kết hợp hai cây. Mã số 53. Giá 500 bao ship toàn quốc.
mã số 54, mai chiếu thủy, da xanh đá lớn. Nghiêng vị trí này là 41. Hoành thân 33. Cũ vị trí này là 51. Cây này cũ cũng chà bá. Cục đất quá nặng bà con ơi. Mã số 54 giá 600k bao ship toàn quốc. Mã 55. Cao vị trí này là 38. Đường kính là 38. Mấy nhánh này nó không hư, tại vì nếu mà hư thì nó khi mỹ tiến nó vô là nó đen chứ không có đỏ. Tại vì cái cành nó nằm ở ngoài, cái lá nó nằm ngoài, mình cắt xa quá thì sợ bị gãy bà con, ship bị gãy. Xanh dờn chỗ này nha. Có một cái đốm đen chỗ này một tí xíu à. Nhưng mà cái phần trên này nó bị hư, cho nên con côn lại cho chỗ này chút xíu. Già gân guốc à. Cũ điểm này là 31. Cây này giót cây. Chế hoành đi. Mã số 55 giá 600k bao ship toàn quốc. Mã 56. Đây là 63. Cái rễ này bị sam tới đây này, sam. Cái ổi á, thường thường khi cắt phôi á là nó sẽ rút cành sam và rễ sam, nhưng khi có ra nhánh thở này thì cái tỷ lệ sống nó vẫn có nha bà con. Ổi gobi trái đỏ ăn thơm. Cái này sót lại chuyến rồi để 1.000.000, bây giờ rút lại 800 bao ship toàn quốc. Và cây cuối cùng, là cây 57. Mai chiếu thủy, da xanh lá lớn. Cao vị trí này là 25. Vị trí này là 44. Ngọn điểm này là 18. Nếu mình lấy ngọn điểm này á là 26. Hoành thân là 31. Cũ đặt điểm này là 82. Nó lại lại giống như con lạc đà bà con ơi. 82. Nó nằm trong cái vỏ xe quá lâu rồi. Rễ đây nặng dữ lắm, nặng. Cái này bà con mua về để khoảng chừng 5 năm mà là nó cứng ngắt luôn, cứng sản luôn, vỏ xe thì biết chừng nào hư. Quá quá rồi. Cái này là cây cuối luôn. Mã số 57 giá 2.600.000 bao ship toàn quốc, xin phép hết cây. Cảm ơn bà con đã xem kênh và ủng hộ em thời gian qua, chân thành biết ơn, trân trọng kính chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Chọn được cây ưng ý, liên hệ với nhà vườn của anh Sang để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.